Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 29 thường niên 5A Thánh Vịnh 95. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin gửi đến tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hải Triều, Nào Hỡi Các Dân Tộc, và một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ, Hãy Kính Đặt Thiên Chúa. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Nào hỡi các dân tộc trên địa cầu, hãy dâng Chúa vinh hiển quyền năng, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, và dâng lễ vật tiến vào đền thánh Chúa ta. Lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi địa cầu ơi, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Người và chúng tụng thánh danh Người. Nào hỡi các dân tộc trên địa cầu, hãy dâng Chúa vinh hiển quyền năng, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, và dâng lễ vật tiến vào đền thánh Chúa ta. Ngày qua kể lại ơn Chúa, báo cho ngàn dân biết Người hiền vinh, hãy cho mọi nước ngâm kỳ công Chúa, hát khen ca ngợi và chúc tụng Chúa muôn đời. Nào hỡi các dân tộc trên địa cầu, hãy dâng Chúa vinh hiển quyền năng, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, và dâng lễ vật tiến vào đền thánh Chúa ta. Trời cùng đất nhảy mừng ca, sông biển gầm vang, cá tràn đại dương, lúa vàng đồng xanh, hoa đỏ thơm ngát, với cây trên ngàn nào rêu mừng trước nhà. Nào hỡi các dân tộc trên địa cầu, hãy dâng Chúa vinh hiển quyền năng, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người, và dâng lễ vật tiến vào đền thánh Chúa ta. Gieo mừng Chúa, mừng tôn nhan Chúa, Chúa đang ngự đến xét xử trần gian, xét soi trần gian theo đường công chính, xét soi dân tình dựa theo chân lý muôn đời. Nào hỡi các dân tộc trên địa cầu, hãy dâng Chúa vinh hiển quyền năng, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.
hay kinh tặng Thiên Chúa, quyền thế với vinh quang. Hay hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới. Hay hát mừng Thiên Chúa toàn thể địa cầu. Hay tường thuật vinh quang của Chúa chính giữa mọi dân. Muôn việc người ra tay, phép lạ ở nơi vạn quốc. Hay kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Chúa chính là Thiên Chúa hùng mạnh cao cả. Đang chúc tụng ca khen là Chúa mọi loài, Chúa của mọi chư dân, là Đấng đã tác tạo ta. Luôn lòng lành yêu thương, Chúa thật quyền uy hùng vĩ. Hay kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hay kinh tặng Thiên Chúa mọi người dân nước. Hay kinh tặng Thiên Chúa quyền thế rạng ngời. Kinh tặng người vinh quang thật xứng với Đấng toàn năng. Mang tặng vật đi lên, tiến vào hành lang nhà Chúa. Hay kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Hay kinh thờ Thiên Chúa một bài ca mới. Hay kinh thờ Thiên Chúa toàn thể địa cầu. Hay quỳ lạy thiên nhan, và hay khắp bao mọi nơi. Chúa quản trị chư dân, lối đường thẳng ngay nẻo chính. Hay kinh tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 29 thường niên năm A Thánh Vịnh 95. Tấn Đạt xin chào quý vị. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.